Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin vẫn đang giao dịch dưới mức 60.000 đô la. Những người đầu cơ Bitcoin đã lùi bước trong vài ngày qua khi sự biến động giảm xuống, trong khi Bitcoin sideways, nó vẫn duy trì được mức hỗ trợ quan trọng. Điều này cho thấy nếu mọi việc diễn ra đúng như dự kiến, thì Bitcoin có thể bắt đầu tăng giá trong những ngày tới. Nhà phân tích Titan of Crypto cho biết, Bitcoin đang giao dịch ngay trên đường xu hướng quan trọng màu đỏ. Đáng chú ý là Bitcoin chưa đóng đến nào dưới đường đỏ. Những sự kiện tương tự đã xảy ra vào năm 2021 và 2022. Trong những sự kiện đó, Bitcoin đã ghi nhận những đợt phục hồi đầy hứa hẹn sau khi chạm vào đường xu hướng này. Nếu lịch sử lặp lại, thì các nhà đầu tư có thể sớm chứng kiến Bitcoin tăng trưởng trở lại. Theo dữ liệu của CryptoQuant, dự trữ trao đổi của Bitcoin đang giảm, cho thấy áp lực mua gia tăng. Chỉ số vị thế của thợ đào MPI cho thấy thợ đào đang bán ít lượng nắm giữ hơn so với mức trung bình một năm. Điều này có nghĩa là các thợ đào rất tin tưởng vào Bitcoin và kỳ vọng giá của nó sẽ tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, binary CDD của Bitcoin cũng có màu xanh, nghĩa là chuyển động của những người nắm giữ dài hạn trong 7 ngày qua thấp hơn mức trung bình. Họ có động cơ để nắm giữ đồng tiền của mình. Khi xem xét dữ liệu của Glassnode, chỉ báo Bitcycle Top chỉ ra rằng giá Bitcoin đang nằm dưới mức đáy thị trường, có thể đạt được là 63,7.000 đô. Điều này cho thấy khả năng Bitcoin đạt được mốc đó là rất cao. Ngoài ra, dự trữ trao đổi Bitcoin đã giảm xuống còn khoảng 2,6 triệu. Đây là mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua. Dự trữ trao đổi của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Một diễn biến đáng chú ý diễn ra vào thời điểm giá Bitcoin đang chật vật để đạt được đà tăng. Đây có thể là tín hiệu tích cực cho giá Bitcoin trong tương lai. Theo CryptoQuant, dự trữ trao đổi Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Biểu đồ cho thấy lượng Bitcoin dự trữ trên các sàn giao dịch đã giảm từ hơn 3,2 triệu Bitcoin vào đầu năm 2020 xuống còn khoảng 2,6 triệu Bitcoin. Dự trữ trao đổi đại diện cho số lượng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch có thể giao dịch ngay lập tức. Khi dự trữ cao, điều này cho thấy nguồn cung trên sàn giao dịch tăng, có thể dẫn đến áp lực bán tăng cao và giá có khả năng giảm xuống. Ngược lại, khi dự trữ giảm, nguồn cung có sẵn để giao dịch cũng giảm. Điều này có thể hỗ trợ giá tăng do áp lực bán giảm. Việc dự trữ Bitcoin liên tục giảm có thể cho thấy các nhà đầu tư đang rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch để lưu trữ trong ví riêng. Sự thay đổi này có thể dẫn đến áp lực bán trên thị trường thấp hơn, tạo ra môi trường thuận lợi cho việc tăng giá. Biểu đồ làm nổi bật sự sụt giảm mạnh trong dự trữ Bitcoin vào khoảng cuối năm 2022 và giữa năm 2023, trùng với thời điểm giá Bitcoin tăng. Dự trữ Bitcoin thấp hơn góp phần vào hành động giá tăng. Tính khả dụng giảm trên các sàn giao dịch có thể để giá lên khi nhu cầu vẫn ổn định hoặc tăng. Những người tham gia thị trường đang chuyển Bitcoin của họ ra khỏi các sàn giao dịch có khả năng là để nắm giữ lâu dài. Điều này có thể làm giảm áp lực bán và cung cấp hỗ trợ cơ bản cho giá Bitcoin. Theo Sentiment, tổng lượng Bitcoin không lưu hành trong 5 năm qua hiện ở mức 104 Bitcoin, một trong những mức thấp nhất được ghi nhận trong năm nay. Đáng chú ý, con số này đã tăng lên 16.592 Bitcoin vào ngày 23 tháng 7 khi giá Bitcoin dao động quanh mức 66.000 đô. Lượng tài sản lưu hành không hoạt động trong một năm đã giảm từ 6.040 Bitcoin vào ngày 15 tháng 8 xuống còn 1.412 Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Sự suy giảm Bitcoin ngủ đông thường ám chỉ đến việc chốt lời của những người nắm giữ lâu dài, thường tăng lên trong thời điểm giá cao. Điều này cho thấy hiện tại các địa chỉ Bitcoin dài hạn đã chốt lời hoặc quay trở lại trạng thái ngủ đông. Cũng theo Sentiment, số lượng giao dịch của cá voi bao gồm ít nhất 100.000 đô la Bitcoin đã liên tục giảm trong 3 ngày qua, giảm từ 9.295 vào ngày 15 tháng 8 xuống còn 5.309 giao dịch. Hoạt động của cá voi giảm thường làm giảm tính biến động giá của tài sản vì người nắm giữ Bitcoin kỳ vọng khả năng cá voi thao túng giá sẽ thấp hơn. Về đồng Ethereum, giá vẫn kẹt dưới mức kháng cự quan trọng, có thể mở ra cánh cửa để tiến tới mức 3.000 đô. Tâm lý do dự của nhà đầu tư đang cản trở quá trình phục hồi, ngăn cản ETH đạt được động lực cần thiết để bứt phá. Ethereum có thể tiếp tục đi cao hoặc phục hồi chậm do sự không chắc chắn của các nhà đầu tư. Chỉ báo lợi nhuận trên lỗ chưa thực hiện NUPL gần đây đã rơi vào vùng sợ hãi, phản ánh sự lo lắng của các nhà đầu tư. Khi chỉ báo này tiến gần đến vùng âm, nó làm tăng khả năng giá sẽ tiếp tục giảm. Ngoài NUPL, tỷ lệ tài trợ của Ethereum cũng cho thấy dấu hiệu bất ổn cho hai tuần qua. Tỷ giá dao động giữa dương và âm làm nổi bật sự không chắc chắn trong số các nhà giao dịch. Sự biến động trong tỷ lệ tài trợ này phản ánh sự thiếu tin tưởng nhất quán vào hiệu suất tương lai của Ethereum. Sự kết hợp giữa tỷ lệ tài trợ đang giảm và chỉ số NUPL gần như trượt xuống vùng sợ hãi cho thấy cảm giác bất an của những người nắm giữ Ethereum ngày càng tăng trên thị trường. Thông tin tiếp theo, giá XRP đã chứng lại sau khi chứng kiến được tăng giá 20% từ chiến thắng của Ripple trước EDC. Mặc dù vậy, sự lạc quan vẫn rất lớn vì trên biểu đồ tuần,
một mô hình giao dịch đối xứng đã xuất hiện. Mô hình này được hình thành vào tháng 12 năm 2021. Kể từ đó, giá XRP đã được củng cố bên trong phạm vi này. Tuy nhiên, có vẻ như XRP đã sẵn sàng vượt lên trên mẫu hình trong những tuần tới. Nếu điều đó xảy ra, các nhà đầu tư có thể thấy XRP tăng trưởng theo cấp số nhân và lấy lại các mốc giá quan trọng trong quá khứ. Đầu tiên, nó có thể nhắm tới mức 0,94 đô la, với mục tiêu tiếp theo sẽ là 1,31 đô. Việc vượt qua mức đó sẽ cho phép XRP kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại, thậm chí có thể vượt qua mức này. XRP đang chứng kiến hoạt động mua lớn từ các cá voi khi họ tìm cách tận dụng tối đa quyết định có lợi trong vụ kiện tụng chống lại SEC, với khối lượng mua XRP đã tăng vọt hơn 240% trong 72 giờ qua. Những con cá voi XRP đang có một ngày bận rộn khi chúng tìm cách lấp đầy túi của mình. Sự gia tăng lớn trong hoạt động mua được cho là do các ví lớn, đặc biệt là những ví đã có 1 đến 10 triệu XRP. Những ví lớn này đã tích lũy được 662,4 triệu token XRP trong vòng 11 ngày vào tháng 8. Đây là một con số lớn. Điều này trái ngược với Bitcoin và các altcoin khác, vốn đang chứng kiến dòng tiền chảy ra trên các sàn giao dịch và thông qua các quỹ ETF. Phân tích dữ liệu của Sentiment cho thấy áp lực mua XRP đã tăng vào tuần trước do nguồn cung trên các sàn giao dịch giảm. Việc các nhà đầu tư mua XRP được chứng minh thêm bằng sự gia tăng dòng tiền chảy ra khỏi các sàn giao dịch vào ngày 16 tháng 8. Tuy nhiên, các số liệu còn lại có vẻ khá bi quan. Ví dụ, tỷ lệ MVRV vẫn ở mức âm. Ngoài ra, cá voi không tích cực giao dịch token này vì số lượng giao dịch của cá voi đã giảm vào tuần trước. Dữ liệu của CoinGlass cũng cho thấy tỷ lệ long short của XRP đã giảm. Đây là một tín hiệu giảm giá trong ngắn hạn. Và thông tin cuối cùng, Chainlink vẫn bị kẹt trong quá trình sideways kể từ ngày 5 tháng 8. Tuy nhiên, nếu giá phục hồi tới mức hỗ trợ 9,65 đô la, nó có thể kích hoạt xu hướng tăng. Mức tăng trên 10,85 đô la rất quan trọng để xác nhận động thái tăng giá tiếp theo. Phân tích hiện tại cho thấy Chainlink sẽ tiếp tục sideways, nhưng khả năng đột phá sẽ sớm xảy ra khi thị trường lấy lại đà tăng trưởng. Điều này có thể dẫn đến sự đảo ngược, đẩy Chainlink lên mức cao nhất trong ngắn hạn là 23 đô la, khiến đây trở thành tài sản tốt để đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn. Chỉ báo RSI trên biểu đồ 4 giờ đang tiến gần đến mức 50%, báo hiệu khả năng thị trường sẽ phục hồi. Chỉ báo này hình thành đáy kép ở mức 46% và hiện đang tiến tới mức 50%, cho thấy khả năng đảo chiều tăng của Link. Điều này cho thấy đây là điểm vào thuận lợi cho việc đầu tư dài hạn vào Chainlink, đặc biệt là khi thị trường tiền điện tử nói chung dự kiến sẽ tăng trưởng. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy số dư Link trên tất cả các sàn giao dịch đang giảm, có thể là do sự sụp đổ của thị trường và giai đoạn điều chỉnh đang diễn ra ở các altcoin. Sự suy giảm này cho thấy khả năng phục hồi tiềm năng của Chainlink. Thông thường, khi số dư trao đổi của một tài sản giảm, điều này chỉ ra rằng các tổ chức tài chính lớn có thể bắt đầu mua vào, dự đoán một động thái tăng giá. Số dư thấp thường báo hiệu rằng giá có thể sắp đảo ngược, khiến đây trở thành thời điểm thích hợp để đầu tư vì Chainlink cùng với các altcoin khác đang chuẩn bị phục hồi. Đợt bán tháo mạnh vào tuần trước có thể đã đánh dấu bước thoái lui giữa chu kỳ của thị trường, như chỉ báo mức thấp nhất trong 180 ngày cho thấy các altcoin có khả năng đã chạm đáy. Tuy nhiên, nên chờ xác nhận của thị trường rộng hơn trước khi tuyên bố phục hồi. Đường tăng trên giảm ADL, theo dõi hiệu suất tích lũy của 40 tài sản hàng đầu, vẫn cho thấy động lực yếu. Mặc dù vậy, hiện tại có thể là thời điểm thích hợp để đầu tư vào Chainlink trong dài hạn, vì giá có thể đang ở mức thấp nhất trong chu kỳ. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.